Hay Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tập quấn trực tuyến kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho báo cáo viên pháp luật, công chức pháp chế các bộ cơ quan tổ chức ở trung ương địa phương trên phạm vi toàn quốc. Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu một số nội dung cơ bản những nhiệm vụ giải pháp tại quyết định số 279 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-2030. Quyết định số 315 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án nâng cao năng lực đội ngũ quà giải viên cơ sở giai đoạn 2024-2030 kỹ năng khủng hoảng truyền thông trong quá trình thực hiện truyền thông dự thảo chính sách pháp luật kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật trên mạng xã hội giải pháp những vướng mắt khó khăn trong quá trình triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan đơn vị địa phương